Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bác Tô. Mình là Bác Tô đây. Thì anh em các bạn đang quạt ngang thì anh em xem video này mà có nghe tiếng gió phù phù hay là thì thông cảm á, tại và cái quạt này nó kêu vậy thôi. Rồi, thì hiện tại mình đang ở trong cái server đó, đang ngồi luyện ở đây. Thì mình treo từ hồi trưa đến giờ, cái tới chừng mình về cái mình phát hiện ra thôi, cái thằng Tuấn nó vô đây nó ngồi, thằng Trang Ly nó vô đây nó ngồi. Nhưng mà chuyện á thì nó không có gì đáng nói đâu. Mà khi mình ngồi kế thằng Tuấn như vậy, mình ra mình quay đó, mình ra mình quay điểm, mình quay hết 70, gần 70 ngàn điểm của mình mà bán đi bán lại không có con gì ngon ngoài con Sakura. Nó chả lẽ nó xui như vậy sao ta? Không lẽ nó xui thiệt như vậy? Bây giờ á là mình còn đó, bây giờ mình đang còn 133 ngàn điểm mà mình mà quay mà không ra được con ngon nữa thì thôi, là cái là mình xác định rõ ràng đây là một cái cục xui nè anh em. Đó, ngày xưa là có Tấn Tài, bây giờ nếu mà lần này mà bây giờ quay clip mà nó không ra cái gì ngon là thôi, là thôi rồi luôn á. Đó, chứ lúc nãy mình quay mình tốn 70.000 điểm mà nó không được cái gì luôn, nó vẫn là phải về cuối cùng về tới con Sakura. Mình mới tức quá, mình mới quay clip nè. Chứ mình biết á, mình quay được chứ mình tiêu 70.000 điểm đó mà không được gì á, là anh em thấy, cho anh em chứng kiến tận mắt cái độ xui của anh Trendy này nè. Rồi bây giờ mình quay nha anh em, thiệt chứ không ngờ luôn á. Bây giờ thì lỡ mà vô con ngon thì cũng không có gì nói đúng không, nhưng mà lúc trước thì trước đó thì mình đã tiêu hết 70.000 điểm mà nó không ra được gì. Goku rồi Naruto á, cây Naruto là 55% cha khờ ra đó. Thì con này thì xịn hơn Jiraiya hả? Jiraiya là cái con mình đang sở hữu đúng không? Đó, con này để xem rồi nó mấy con, hai con này nó búp được sao. Bây giờ bán cũng ổn hết ta. Rồi, theo mình thấy là cái con Naruto là nó ngon hơn hẳn luôn nè. Nó búp đam mà nó giảm đam nữa đúng không? Bây giờ thì bán cái con này đi, này nó còn được 55%. Ôi vừa kiểu như là quay clip hên chứ không thiệt, chứ nãy là chửi chết rồi. Quay phát nữa coi coi có còn bị xui không. Zotaro là ai? Zotaro thì chắc là cái con cùi cùi rồi đúng không? Zotaro là cái thằng mà luyện điểm Dura. Hóa ra là cũng chỉ là cái thằng cùi bắp thôi. Mình nhớ rồi, mình nãy mà bấm vô mà coi cái này á là nhìn cái mặt nó mình nhớ, mình quay ra hoài à. Bây giờ mà thôi, em nếu mà được Goku thì thôi, thằng Trelly nó hên đi. Đó, coi như là mình xui, có nghĩa là mình quay clip á, mình không quay clip á thì ra mấy cái cùi bắp là không có cái để mà chữ. Rồi mà lúc mà mình không quay clip thì ra mấy cái cùi bắp á, mình không có cái để mà chữ Trelly. Mà bây giờ á thì mình quay clip á thì nó ra được thằng Naruto thì trời ơi khổ quá. Nhưng mà Naruto thì cũng bình thường thôi, chỉ là để điện điểm phép cho nó ngon thôi. Luffy đó nè, Violin. Mà anh em biết không, theo như á là rất là nhiều bạn nói với mình á là để á mà luyện ra được một cái con mình mở ra được một con phụ tá ngon á là anh em phải mua cái game pass này. Nhưng mà mua cái game pass này tốn Robert hơn, mình cũng không có thích. Anh em, nhiều anh em giải thích là như nè, khi mà cái giới hạn slot này mình lên là chỉ là 4 đúng không, thì mình cứ giữ 3-4 vậy á là mình không mở ra được nhiều con ngon. Mà muốn có con ngon á là thông thường á là mình phải gọi là phải trống 2 slot để mình quay ra được một con ngon. Hoặc là mình đó, nhưng mà bây giờ mình trống 2 slot á thì mình sẽ bán đi con Naruto hay Yotaro thì khổ lắm, uổng lắm. Cho nên nếu mà mua game pass á thì cái số lot nó trống nhiều hơn, với lại là nó được 8 lot thì chắc chắn là quay ra khả năng quay ra nhiều con ngon hơn. Mình không biết là đó là có thật không thì mấy bạn commenter giúp mình á, chứ thấy mấy bạn bình luận cũng nói vậy á. Có vậy nhiều khi có game pass vô nó hơn hẳn không. Robert vô mà Levi, trời ơi đó. Chứ con Naruto thì cũng bình thường thôi á, tính ra là Naruto thì cũng bình thường. Nãy giờ quay ra toàn cái gì đâu không à. Kilua cái con chữ trắng đó, trời ơi thiệt là chán quá. Bây giờ mình quay mà hết cái điểm này mà không ra được con gì ngon thì
đứng gần Trendy Gamer là quay hết 100 mấy chục ngàn điểm, chỉ được ra được có con Naruto thì trời ơi chán quá. Levi nữa nè anh em đó, coi coi được gì không. Tanji trời ơi, thánh nhỏ đây, tưởng ai vô ngay thánh nhỏ. Ai nữa vô on mid là ai vậy? À cái thằng cái này cũng là cái thằng mùi bắp thôi, mình cứ tưởng đâu là vô. Trời ơi cái con nhỏ cục tóc 200 này tưởng đâu ai đâu. Goku San Piccolo trời ơi sắp hết điểm rồi đó. Dạo gần đây là mình treo game này mình không có treo nhiều, là mình cũng không có cài nhiều, không có đi cài cái điểm dương miệng để mà mình mua kiếm nữa. Nói chung là tự nhiên hổm đang xiên á, đang xiên cài cái tự nhiên là bị cái hiệu ứng cái hiệu ứng của game bà lóc rút, xong cái giờ là mình cứ lười lười cho game này sao nó không được siêng năng như ngày xưa. Nhưng mà mình thấy thì quay lại game này thì anh em xem, cái lượng anh em người xem cũng khá là đông, là mình cũng khá là thích đó, mình cũng đang thích trở lại nè. Là từ nay mình sẽ quay cái game này nhiều hơn, anh em xem video thì cứ like, chia sẻ video các kiểu cho mình thì được nhiều view, nhiều sub thì nhiều like thì thích thôi, là mình cảm thấy là có hứng làm không. Ủa nãy giờ mình đang nói gì, nãy giờ nói gì mà không có nhớ. Ôi ngon nhất là chỉ thằng Tanjiro mà ổn quá ha. Giờ bán thằng Tanjiro á thì nó mất cái con liền điểm kiếm, nhưng mà thông thường thì mình cũng chả bao giờ liền điểm kiếm đâu anh em, đúng không? Tại vì sao anh em biết không? Tại vì cái chiêu thức của kiếm á, trong game này nó không có đầu tư nhiều, anh em thấy không? Chỉ có là mấy chiêu vậy nè, mà để coi con này là làm cái nhiệm vụ gì mở ra đúng không? Ủa mình nhớ hồi đó có 3 chiêu hả? Là mới mở thì mình không biết ta. Nói chung là cái game này nó không đầu tư nhiều cho cái mấy cái kiếm đâu anh em thấy không? Có những cái điểm khác á, thì nó quá trời chiêu luôn, còn kiếm là nó không có. Vậy là mình nên bán cái con Tanjiro này đi. Đó, vậy là coi như á, là ngồi gần Trendy Gamer chỉ mở được tới con Tanjiro hả? Nó tiêu hết trăm mấy ngàn điểm của người ta, trăm ba mấy ngàn điểm. Đó, cộng lại kia tốn 200 ngàn điểm. Đó, phải cộng lại luôn để nói luôn. 200 ngàn điểm mà chỉ mở cao nhất được Tanjiro à. Đừng có làm mất mặt Trendy chứ. Giờ mở ra sang coi. Mở ra sang, mà mở ra sang là không nói là ngồi gần Trendy nữa, mà nó là do mình hên. Đúng không? Trời ơi, cái con cùi này nữa. Sang, thằng sang tóc đỏ coi. Sang ơi, Goku ơi. Trời ơi, đi cu. Chán vãi luôn. Ra cái thằng tóc xanh này. Coi Naruto nữa. Ôi trời ơi, phải bán thằng Naruto thôi. Luffy trời ơi, chán giải. Piccolo, mình bán những con phụ tá vậy nè, chắc là có nhiều anh em sẽ rất là tiếc vì muốn mình cho phụ tá. Nhưng mà anh em biết không, để cho được phụ tá thì nhiều anh em phải tương ứng với một cái mức rank. Ví dụ như bây giờ mình muốn cho con Vegeta đi, ví dụ như là mình Traje. Đó, Traje với tức hả, nó ốp rồi. Ủa nó đang treo rồi. Ví dụ mình tặng cho tướng con Naruto, con Vegeta á, thì ít nhất cái rank mà giới hạn Vegeta hình như là phải rank này nè. Đó, Overlord nè. Hay là cái rank này á, mình cũng không nhớ rõ, đợt hở mình có bấm vô thử. Đó, cho nên là có nhiều anh em mà rank thấp mà kêu mình ngồi bấm tặng thì biết bao giờ cho được. Nếu anh em mà không biết á thì anh em cứ ngồi bấm thử một con nào đó, anh em sẽ hiểu được cái mức rank của nó thôi. Đó, cho nên là nhiều khi á là Naruto ám hoài vậy trời. Đó, nhiều khi là muốn tặng cũng đâu có được đâu. Với lại mình bán lại mình có điểm để mình mở mà, đúng không? Mình quay clip mà. À, Zayda
thằng này là cái thằng của bắp nào. Ôi, hóa ra là thằng này. Cái thằng này nãy mình mới có, mình mới bán đó mà. Bởi vậy tự nhiên vừa bán xong rồi quên nó luôn. Không biết nó là thằng nào. Nhưng mà giờ có Naruto rồi, nó là thằng nào vậy anh em? Đâu biết đâu. Làm sao biết được cái con cùi này. Trời ơi, lại mở ra cái con chữ trắng. Tửng ơi là Tửng. Đùi quá Tửng ơi. Chả lẽ là ngon nhất là Tanjiro thôi. Mà thằng Tanjiro là mình đã từng mở ra rồi. Yotaro. Mà thằng này. Mà thằng Tanjiro là ngày xưa mình đã mở rồi. Vậy tính ra là đúng ra mình chỉ lấy được Naruto thôi. Đó, chỉ lấy được thằng Naruto mà tốn 200.000 điểm. Thật là phí phạm mà. Trời ơi, cái thằng mỗi lần mà mở thấy cái tên dài dài này giật mình anh em. Mà nó chỉ là cái con cùi thôi. Trời ơi, ba còn 39.000 điểm nè. Ráng vô cái gì xịn xịn coi cho nở mày nở mặt chen ly coi. Trời ơi, tính cho nở mày nở mặt chen ly mà nó ra đó, cho nở mày nở mặt chen ly mà nó ra lê vi thì thôi rồi luôn. Chán còn dại. Cái gì đây? Nở. Trời. Trời ơi. Thôi xong rồi. Cái coi. Trời ơi, thiệt chứ không biết bao nhiêu đây điểm là tôi có thể tôi mở được sờ tanh này kia các kiểu ha. Mà bây giờ vô quay không ra con gì cả. Nó không vô được con Goku luôn ấy. Vô đường San nữa. Sao không vô được mấy con như vậy đi. Trời ơi. Nè, quay phát này coi ra con gì nè. Quay lần cuối anh em. Ui ra con này. Tức quá làm phát nữa. Quay này lần này là cuối nè. Bán mua xong quay cái này lần cuối nè anh em. Còn 13.000 điểm à. Trời ơi Luffy nữa. Sao vô con cù bắp vậy. Làm cái nữa thôi. Cái này là cái cuối rồi nha. Chắc chắn rồi. Cái này là cái cuối nè. Anh em thấy chưa? Anh em thấy gì chưa? Tôi nói mà. Đứng gần chen ly đó. Thôi làm phát cuối nè. Làm cái này cái cuối nữa thôi. Trời ơi. Đâu là cái thằng nào? Trời ơi, lại là cái thằng này. Đó. Bây giờ đâu còn điểm nữa đâu mà làm phát cuối gì phát phát gì nữa. Thôi thì anh em cũng thấy rồi đó. Đứng gần chen ly á. Thiệt chứ mở ra toàn cái gì đâu không à. Mà còn Naruto ám nữa. Được Naruto thì hơn 5% thôi chứ có được gì đâu. Chỉ được thêm cái đam này kia. Quá khổ thiệt chứ. Trời ơi. Tửng ơi là Tửng. Thôi thì anh em cũng thấy được cái độ xui của anh Trang Ly Gamer rồi đó không. Thì sau này á, mà anh em mà có ra ngoài server thường mà lỡ gặp Tửng á, anh em đừng có quay mấy cái này. Nó xui lắm. Tại mình cũng đã từng nghe câu chuyện nó quay cái này mà bỏ mấy trăm ngàn điểm mà chả vô được cái gì ngon hết. Là mà gặp nhà của anh Tửng lại gần nhà anh Tài nữa. Trời ơi sự, mấy cái xui mà nó cộng lại nhau, nó cộng hưởng lại không. Nên là bây giờ mình mà nó chơi game mà đứng gần thôi mà nó cũng xui vậy nè. Cái con nhân vật đứng gần nhau thôi mà nó còn xui chứ huống chi là. Thôi thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn cảm thấy sao về video này thì hãy để lại bình luận bên dưới. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai. Xin cảm ơn, gặp lại. Bye bye anh em nha.